Đá vô thao đi. Ngồi chết. Ba tô luôn. Rồi, xin chào các bạn trở lại với kênh Hoàng Linh Vlog nha. Nay anh em mình đi giỏ lúa ngoài vuông tôm nữa mọi người. Mọi người cùng theo dõi nha. Rồi, tới cái lúa rồi các bạn ơi. Mình giỏ cho các bạn xem nha. Chưa giỏ mà mình biết có dính cua đó. Nhóc cua hết rồi mọi người. Bốn con luôn. Đá vô thao đi. Ngồi chết. Đây, cái lú đầu được bốn con cua mọi người. Cá phi với ít thẻ một ít thẻ. Hôm nay không có tài xế đi nên đạo phải lu bu. Đó mình dính cua nữa đó. Đó. Ba em, ba em cua nữa mọi người. Bốn em, bốn em. Vậy là cái này được 8 em cua. Kẹp đứt cái càng cua kia luôn kìa. Cái càng luôn rồi. Nó bỏ ra kìa. Vậy là xong cái rất là to luôn mọi người nè. Cua đực nha mọi người. Một cái lú nữa mọi người. Con mà hả? Nó đó, con đó. Bị lật ngược lên nó không có vô được cái hòm mọi người. Đây kìa, nó cũng khá là nhiều mọi người. Khá là nhiều thẻ mọi người. Em cua nữa kìa. Hai, hai em cua luôn. Xong cái lú đó mọi người. Cua đó mọi người. Đó, rất là cho cua nha. Chiến đấu với nhau
dính nha. Hai con luôn mọi người. Cái cua là mấy biết chói mới chói được thôi, là nó kẹp á. Không, cua bự nè mọi người. Con à? Ba con hả? Ba con. Em này bé quá. Thả lại nha mọi người. Đúng không? Nãy 8 con hả? 8 con thả hết con, còn đúng con mấy con kia đâu? Thì là con ở dưới sạp này còn cái gì nè. Kẹp càng nha. Cho nó vô nồi nước sôi luôn á. Mọi người thấy hấp dẫn không? Kẹp nó lú đó con. Các bạn có dịp về miền Tây thì nhớ liên hệ với anh em mình nha. Đi ra vô trải nghiệm bắt tôm cua mọi người. Đó, muốn rất là nhiều mọi người. Này hái vô nấu canh chua là tuyệt vời luôn nha. Nấu canh chua với cua. Tại cái lú nữa mọi người. Đó, em cua quá trời to kìa. Cua to mọi người. Người, thấy không? Đó, cua rất là to luôn. Nó bò đó. Đó, đó, đó. Cùng luôn. Quá trời thẻ luôn. Ăn cua nữa mọi người. Quay cái đó kìa. Thấy cái lú tiếp theo rồi, mọi người thấy cua không? Đó, có một cua đang nhoi nhoi trong cái lú rồi mọi người thấy không? Đó. Đó mọi người, hai con cua chà bá luôn. Những cua khủng rồi. Ba con luôn. Đó, cua quá to mọi người. Nó kẹp với nhau kìa. Mình thả vô đó. Đó, cua rất là to bò bò mọi người. Có khi con nào nó bự bự không mọi người.
đây dính khá nhiều thẻ thẻ luôn. Đó, có em cua to kìa, đưa cái càng lên. Mọi người cùng xem chá cua nha. Nhìn chói rất là đơn giản nhưng mà không biết là chói là cua nó có thể kẹp cho mọi người. Video của anh em mình tạm dừng mọi người. Mọi người xem video thấy hay và thú vị thì nhớ để lại một like cũng như comment, và đừng quên chia sẻ video ủng hộ lên nha. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong clip sau nha.